Thằng Hương mang đi được trước. Hương phải đem được trước à? Đấy phải để đi cùng xe kia chứ, để mới đi trước. Ừ đấy, nhưng mà phải đi gần kia chứ để chết. Trông nữa thì đem. Đứng rồi. Rắc xuống đây xong là thôi được gì nữa mà. Nóng nhất là phải ra đường một giờ không cho rắc đâu. Đi cùng qua xe đi.
nhập khẩu đã đưa về nhà. Các cụ bị nhầm nữa. Trưởng thôn, trưởng xóm. Đấy, bà mẹ chỉ đường thế nào đấy? Bà chỉ đường thế nào đấy? Đi nhầm đường à? À vòng ở đây trước. Chờ chỉ lối trước. Đường, nhầm đường, lạc đường, lạc đường. Cầu đi sau, đấy, đám này cầu đi sau. Đấy, cái đám này cầu đi sau cơ. Muốn mấy rồi. Ai cũng nào đấy. Mọi đám này là... mọi đám là cầu đi trước, đám này cầu đi sau. Cầu đi trước rồi cầu đi sau.